Đang ở trong phòng có tiếng gõ cửa 3 lần thì sao chú? Cảm ơn Quang đã giúp chú nhớ lại câu chuyện của gia đình chú lúc đi du lịch và ở trong một trong các khách sạn tại Thái Lan. Cũng nghe tiếng gõ cửa 3 lần lúc nửa đêm luôn mới ghê. Chuyện là năm 2018 gia đình chú đi du lịch Thái Lan theo đoàn. Ngày đầu qua Thái Lan thì hướng dẫn viên dẫn tham quan vài địa điểm xong thì tầm 5-6 giờ chiều thì chở đoàn về khách sạn để nhận phòng. Khi xe trên đường về khách sạn thì không biết vì lý do gì mà bạn hướng dẫn viên căn dặn mọi người trong đoàn 3 việc sau. Việc thứ nhất, hướng dẫn viên nói là chúng ta chuẩn bị nhận phòng tại một khách sạn có thiết kế đèn hơi mờ mờ âm u xíu. Do chủ khách sạn xem phong thủy, thầy nói là để đèn sáng thì kinh doanh không được tốt nên phải để đèn mờ. Vì vậy đoàn không cần phải hỏi và yêu cầu tiếp tân mở đèn sáng hơn. Việc thứ hai là khi làm thủ tục nhận phòng xong, trước khi vào phòng thì nhớ gõ cửa phòng 3 tiếng, hé cửa ra xíu và nói gia đình tôi đi du lịch xin phép quý vị tối nay ngủ ở đây một đêm, cảm ơn quý vị. Việc thứ ba là ban đêm khi đang ngủ, nếu có ai đó gõ cửa thì tuyệt đối không mở cửa, nếu có việc gì cần thì sẽ có người gọi điện thoại lên phòng thông báo. U là trời, nghe tới đây thì vài chị em phụ nữ và tụi trẻ trong đoàn lộ gõ vẻ sợ hãi và lo lắng. Thì thôi, hướng dẫn viên dặn sao thì mình làm vậy cho lành. Gia đình chú nhận hai phòng, cũng gõ cửa xin được phép ngủ qua đêm tại đây. Chú không cần nói ra thì cũng biết là xin ai rồi ha. Quả là đúng như lời hướng dẫn viên. Đêm đó chú đang mơ mơ màng màng ngủ thì nghe có ai đó gõ cửa 3 tiếng. Trời ơi, phải nói tim chú đập phập phồng, lật đật chùm mền, gán không để ý tới việc đó và ngủ tới sáng luôn. Tới hôm sau khi gặp lại mọi người trong đoàn thì được vài người kể là đêm hôm qua có ai đó gõ cửa y như ông hướng dẫn viên nói. Kể cả hai đứa con gái chú cũng nghe tiếng gõ cửa như vậy, nhưng được cái là chúng không sợ vì đã tìm hiểu và chuẩn bị tâm lý cho những việc lạ lùng như vậy. Không biết là cả nhà mình có ai trải nghiệm qua chuyện đang ở trong phòng khách sạn mà nghe tiếng gõ cửa giống vậy chưa?